Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là FF7 vừa có một thông báo về update của ngày mai, và ngày mai chúng ta sẽ có một lần báo chí nha mọi người. Thì tức là trong tầm khoảng 3 giờ mọi người sẽ vào game ấy. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua luôn nhé. Cái đầu tiên đó là Hero 3 lần. Thì trước đây mình có một cái video nói về cái 3 lần này rồi. Thì mình sẽ không nói qua nó nữa. Nhưng về cơ bản thì những cái các bạn cần chú ý thì ở đây đó là gồm nó là buff Ruinae không mạnh lắm. Buff Munai cực kỳ mạnh, buff này siêu mạnh luôn. Đó là tăng combat Rina 20% sau khi bị ăn đòn counter hay đòn đua thác gì đấy. Đó. Tiếp theo đó là mod. Mod là buff bây giờ là cái Vassit đấy, nó sẽ kích một là 100% và cái skill 3 nó sẽ chỉ còn 3 thôi. Đây là buff rất là mạnh. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có Ad 5 sao là Ad của Cecilia. Ad này nó là tăng depth thêm cho cả team, lần này sẽ tăng depth cho cả team là 10%. Đây là Ad rất là ngon nhé. Tiếp theo chúng ta có Ad của Pavel. Ad này thì cơ bản thì nó sẽ là tăng sẵn đã thác cho người được đeo thôi, và sau đó là nó sẽ stack thêm tầm khoảng từ 2 đến 4% cho mỗi khi mà đồng minh tạo được crit, và tối đa sẽ là 6 lần. Rồi. Và có một thay đổi, một cái ad sẽ được thay đổi effect luôn, đó là ad 4 sao của Kai. Và cái ad này đặc biệt các bạn hoàn toàn có thể dùng cho đi boss experience luôn. Ad này siêu ngon nhé. Nên là nếu như các bạn có từ bây giờ thì tích luôn đi nhé. Và tiếp theo ấy, chúng ta sẽ có Red Up Moonlight Landi trong Mystic. Mình sẽ không nói quá nhiều Landi nữa, Landi giờ có thể trở thành một meta mới. Nhưng các bạn chú ý nhé, chúng ta có một vấn đề, đó là nó không những nó Red Up Moonlight Landi mà họ còn Red Up luôn, đó là Landi Limited. Cái này thì mình không đã dự đoán trước được, nhưng mà với việc là việc nó cho các bạn gacha một limited nữa, mà trong khi đấy trước mắt các bạn đang là hai cái collab rồi, thì theo mình các bạn hãy tạm thời bỏ qua đi, theo mình nhé, các bạn tạm thời bỏ qua. Bởi vì tại sao? Bởi vì đây là hero của game thì nó có thể nó sẽ trở lại trong tương lai, còn đâu collab thì không, collab thì có thể nó biến mất luôn đó. Mặc dù là hiện tại Guilty nó hồi trước nó cũng bảo một lần nó sẽ không quay trở lại, xong cuối cùng nó trở lại, nhưng mà mình khá là down ấy, mình không tin tưởng lắm. Nên là nói chung thì cái limit này các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua, bởi vì các bạn có thể đợi những đợt như group summon hay gì đấy đều được ạ. Ngoài ngoài ra tiếp theo thì chúng ta có một cái side story của em Summer Isseria sẽ vào để cho các bạn mua bằng với giá 900 SS, 9 900 Skystone ấy. Nếu như mà các bạn chưa có xem có cái story, chưa làm cái story này thì các bạn hãy mua ngay, bởi vì sau khi các bạn làm xong cái story này thì các bạn sẽ được access vào một cái đó là specially trang của em Alisa, tức là biến bản Alisa thường thành bản Alisa Summer thì với bộ skill mạnh hơn đó. Nên là nếu như các bạn chưa nâng cấp được Alisa thì các bạn hãy mua cái này nhé. Các bạn mua cái này làm xong cái story này thì các bạn sẽ được mở cái xoay quét đấy nhá. Tiếp theo thì như tôi mình vừa nói, chúng ta sẽ có một cái bắt đầu up, thì đầu tiên là đi như mình nói tạm thời qua đi. Tiếp theo là ba xa. Cái này xoay đi thường nhưng mà cái át cũng ngon, nhưng mà đây cũng chỉ là hero thường thôi, nên là các bạn có thể xoay trong story summon đấy thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái này. Còn đâu về cái Nani này thì cân nhắc, nên cân nhắc. mình nói bỏ qua, nhưng mà nếu như các bạn thích thì cũng được, thì hoặc là có thể cân nhắc nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có 36 hero tiếp theo được add vào trong draft mode. Cái draft mode này thì các bạn có hiểu đơn giản là các bạn hay không dùng hero của mình, mà các bạn sẽ được pick những hero mà top tier player họ dùng, và tất nhiên là trong random nhá. Đấy thì nó add thêm vài cái thôi, nhưng mà những cái này nó không quan trọng nên là mình sẽ bỏ qua. Online một tin vui cho tất cả mọi người đang sử dụng tập, ngày mai chúng ta sẽ được chơi bản BC. Thì nói chung thì ngày mai ấy, thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn chơi bản PC ấy. Thì đồng thời cũng test xem là nhiều game vẫn còn không có trong App Store Việt Nam hay không. Và để chơi được bản PC nhá, mọi người hãy tải cho mình cái Google Play Game này. Nó cũng là App Store Việt Nam mà. Nó kiểu như Google Store ấy, Google Store ấy. Thì nói chung là để check xem nó như thế nào. Đấy thì ngày mai chúng ta sẽ được chơi. Tiếp theo thì chúng ta có cái Hu chá sốt lại một lần nữa quay trở lại để hành chúng ta. Thế nên là ai nếu như ai có sẵn rồi thì
Ai có sẵn nhiều tích nhiều SS rồi ấy, thì ngày mai có thể mua Mystic để rồi nó đi. Còn đâu cá nhân tôi thì chưa, tôi cũng đã có sẵn khá nhiều rồi nên là tôi không lo về cái này đó. Tiếp theo ấy thì chúng ta có búp cuối tuần. Cái này là không biết là nên vui hay buồn không, tại vì là mình tin nhiều bạn đã tiêu hết lá vào trong cái vườn của Ly Thi rồi, thì không biết là các bạn còn lá để chơi tiếp cái hàng này không. Nhưng mà nói chung thì khó cũng được, không có ra đối, nhưng mà đối với những người mà không có lá thì đây cũng là một bất lợi với họ. Còn đâu cái cho mình thì mình chỉ tiêu một nửa lá trong cái vườn Ly Thi thôi, nên là mình đối với mình như thế là ổn, như thế là mình tiêu hết lá là xong nhá. Đấy thì update cũng chỉ như vậy thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Bye bye.